À, xin chào cô chú. Viết đi, viết đi, viết đi. Viết đi coi chừng nào hết rồi mẹ cho cái khác. Viết đi con. Nói cô chú coi chay nè. Bây giờ chạy ham viết lắm cô chú ơi. Viết cho cô chú coi chưa. À. Đúng rồi, trời ơi nó vẽ đẹp dữ ta. Gì nữa? Viết nó đi, đâu hả? Vẽ tùm lum hết đây nè, vẽ đây mới đúng nè. Đó, vẽ đi. Em bữa nay là nói chung là bệnh nhưng mà em vẫn vui cô chú ơi. Không phải nó không có hành đồ gì nhiều hết. Chơi chơi suốt ngày, ăn uống cũng bình thường. Chuẩn bị 2 tiếng đồng hồ nữa mày cho uống thuốc nha cha nha. Thuốc uống cũng dễ nữa cô chú ơi. Mới uống thuốc rồi lúc 8 giờ 7 giờ 4 giờ mới uống 4 giờ cách 8 tiếng đồng hồ. Ôi ôi vẽ đẹp quá, đẹp không? Thầy trai cho cô chú vẽ không? Con chào cô chú chưa hả? Con chào cô chú chưa? Hello cô chú cho mẹ coi coi. Trời trời đi trời đi, con này cũng lì nè. Xin chào cô chú cho mẹ coi coi. Hello cô chú. Cô chú thấy em bữa nay mặc đồ mới không? Cô chú có coi cái video clip mẹ mua đồ cho em chưa ta? Wow, đồ bổ thương ghê không? Chạy đi. Can you say hi to everybody please? Say hi. Làm bộ đó, nó đang làm bộ. Này mấy cái này gì quan trọng không? Em mày coi cái này quan trọng nè. Sao? Ngoài trời mấy bữa nay xấu quá cô chú ơi, ngoài trời mưa không mà nguyên tuần nay sẽ rất là mưa gió bão bùng. Đúng chưa? Đó, giám đốc đó, giám đốc ký tên đó. Giám đốc ký tên đó. Giám đốc ơi, giám đốc hay giám suối hả? À, con là đây giám đốc hay giám suối? Sao giục xuống đất chi vậy? Giục đất cho mẹ lụm phải không? Đó, khóa dễ sợ không? Trời ơi. Sao? Khoái lắm, giờ nó thấy cái bút cái đồ là khoái dữ lắm cô chú ơi. Làm gì vậy? Có gì dữ vậy? Chí. Cho con ký tên cho mẹ coi coi, ký tên đi. Hả, cái gì dữ vậy? À, cái quần con mày mắc kẹt dưới hả? Để chút mày lụm. Coi chừng đứng lên là đụng cái cạnh bàn nha. Trên bàn ngồi không chịu bởi nít vậy đó. Không phải vậy sao nít được. Thấy không? Tóc mượt dữ ta. Sao dầu xả gì tóc mượt dữ à? Hả? Không xài dầu xả gì mà tóc mượt dữ vậy? Xài Enlin hay Ensure? Hả? Thôi, cái này mình ngủ mẹ. Đi. Ai dù nè.
mới gội đầu cho em nên thôi, không có cột tóc, tóc hư, còn tóc nó bị gãy 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 hết. Bước ra đây cho cô chú coi nè. Cô chú coi chay này nha. Đi ra đây. Rồi, ra đây. Đứng lên. Tên xì đất, tên xì đất. Không tên. Đứng lên. Ăn không? Quanh tay lại. Rồi, đứng lên. Thương mẹ để đâu? Chân đâu? Rồi, đứng lên ăn miếng nè. Ngon không? Thôi không, thôi mày, thôi mẹ ăn hết. Thôi đây, mẹ ăn hết luôn. Cho cô chú ăn nha. Cho cô chú ăn nha. Không có la nha, la mày đặt quá. Tham ăn lắm cô chú ơi, giờ nó tham ăn rồi cô chú. Cho cô chú ăn không? Chạy ăn không? Tay đâu? Giơ tay lên. Mũi đâu chỉ mày không? Mũi xẹp đâu? Không, mẹ hỏi mũi xẹp đâu chứ mày đâu có hỏi ai đẹp đâu đâu. Ai đẹp? Chay đẹp. ngon quá. Ai đẹp? Chay. Tóc đâu? Tóc đẹp đâu? Lỗ tai đâu? Lỗ tai đâu? Mũi đâu? Mũi xẹp đâu? Mũi đâu? Chỉ cái miệng ngoài à? Kêu chú chú nha. nhiều lúc mà ngồi thấy nó tham ăn mà mình thấy mình bắt cười thì chứ. Coi này nha, coi này, để ngồi xa xa cho cô chú thấy cái cảnh tham ăn. Nó coi đó rồi đó, nó nhảy đó. Cúi đầu xuống. Chưa? Cũng đâu hết đây. Cho con chú nha. Tham ăn. Thấy đồ ăn dê dãn. Dê dãn như rùi con. Này, rù chúa nè. Nữa không? Quay mặt qua cho cô chú coi coi. Bù luôn như rùi. Giỏi. Cho cô chú ăn đi. Cho cô chú ăn đi. Ngon không? Nữa không? Quay mặt qua đi. Đó, đây nè. Tóc đâu chỉ mày coi tóc không?
Bụng đau, bụng đau. Bụng quá hả? Cho cô chú ăn đi. Ôi trời ơi, trời ơi, ghê quá. Lấy giấy chùi nha. Hiểu không? Thôi giờ cô chú ơi. Yummy. Ngon không? Rồi bây giờ mày chỉ nè. Giờ mày chỉ nè, cái lưỡi đâu, cái lưỡi đâu? Ủa sao biết? Sao cô biết hay vậy? Trời ơi, ai chỉ đây vậy trời? Thôi Ngọc, Ngọc hỏi thử thôi đó. Tính Ngọc tính chỉ đó, Ngọc tính chỉ. Ủa sao biết hay vậy ta? Ra ngoài hỏi lại coi, đâu cái lưỡi đâu, cái lưỡi đâu? Kìa. Con làm mày nổi da gà rồi. Con làm mày nổi da gà. Ai chỉ con à? Ai chỉ con à? Ba chỉ con hay là con có iPad? iPad đâu có cái gì chỉ cái lưỡi đâu ta. Ê ra ra đừng đừng đừng. Trời ơi. Tính mày tính chỉ con đó chơi. Rồi bây giờ hỏi là cái răng đâu, cái răng đâu? Răng. Trời đất ơi, răng á hả, răng á hả, ừ, răng á hả, răng mẹ hả. Đâu cô chỉ cô chú coi cái răng con đâu. Chỉ cô chú coi cái răng con đâu. Chỉ rồi cái răng con đâu. Răng đâu, răng đâu. Cái răng á hả, trời ơi, ừ, răng đánh răng đó. Mẹ ơi, mẹ phải nhìn con 5 phút quá trời. Ghê vậy trời. Còn gì nữa ta, còn gì nữa ta, còn gì nữa ta. Trên khuôn mặt là biết rồi. Có chân mày, chắc chân mày khó lắm, chưa biết đâu. Nè, thấy không? Lưỡi đâu, chỉ mày coi cái lưỡi đâu. Cái lưỡi đâu, đâu cái lưỡi đó nè hả. Lưỡi quá ta. Thương má trời thương luôn á. Rồi thôi nghỉ nha. Nghỉ đi. Rồi, ăn nhiêu đó đủ rồi. Lên quá. Lên đó. Ăn nhiêu đó đủ rồi nha. Đây nè cô chú ơi. Bây giờ em sẽ bắt đầu ăn thức ăn của em. Open your mouth. Ha ha ha. Cô chú biết em ăn, bữa nay em ăn gì không? Bữa nay em ăn giống hôm qua. Đây. Đây là cháo mà cái dạng cháo của hạt của cô, hạt thông á. Không cho cô chú ăn hả? Không cho cô chú ăn, con ăn đi. Đặt le lưỡi ra liếm nữa. Cháo mà cháo của hạt từ cây thông á cô chú. Nó gọi là pine nut. Và giống cái này nè cô chú. Đó, đây nè cô chú. Đó là cái hạt đó đó. Rất là bổ. Good job chị. Hôm nay sáng sáng cho cô chú dễ thấy nè. Giỏi quá trời luôn á. Thơm. Cháo rất là thơm cô chú. Ừ. Tôi chắc cho mày đập con quá. Con không ăn nữa, con giá giá cái tài gì chắc là mày đập nha chay. Hổn nha. Đừng giỡn mặt với mẹ nha. Tôi nói kìa. Xạo, xạo xạo không à. Mẹ đánh bao nhiêu lần cái đập mà vũ vũ cái tay đó rồi hả chay. Mẹ không thích nha. Giá cái tay với mẹ nghe chưa? Như vậy là hổn đó. Mày coi chân dính gì dưới này nè. Đó, chân dính gì nè. Ăn hết chén cháo rồi đi, rồi đi ngủ. Nào, cho cô chú ăn không? Mày cho cô chú ăn. Đó.
À, thấy chưa? Thấy chưa? Nó hết giá tài, thấy chưa cô chú? Giá hết giá tài à? Giá tài là mày đọc cho trận đó. Cho nó ra sẽ biểu anh. Phải ăn vô cho đàng hoàng chứ mình người lớn mà. Ăn cho bà cố thấy mình ăn giỏi ha không? Trời ơi, mặc áo như Mickey Mouse đồ dữ vậy chứ. Thôi đứng cái thứ nè. Đứng cái thứ nè. Oops. Úp bánh vô mau. Ha ha ha. Rồi, cho cô chú thấy chị ăn vậy là được rồi ha. Giờ tiếp tục. Hi. Xin chào cô chú nha. Cây mới vừa ngủ dậy cô chú ơi. Hiện tại bây giờ là 5 giờ chiều. Chiều nay cây ăn một món khác với cái món hồi sáng. Tối cô chú cây ăn gì? Đây cho cô chú coi nè. Oh. Oops. Dạ, cô chú biết à, không cho, không cho. Trời ơi trời, nó tưởng tôi cho nó nạt tôi kìa trời. Cái con này chắc tôi đập đâu quá. À, không ăn gì hết. Không ăn gì hết cho. Ai nè, ai. Cơm, cơm, em ăn cơm với lương đó cô chú. Lâu quá rồi em không ăn lương. Có bà ngoại ở đây, bà ngoại biết làm lương. Còn mẹ, bà cố cũng không có làm lương cho em ăn nữa. Tại bà cố, sợ ăn lương. Nên là mẹ đi cái chỗ này của Nhật bán cơm lương. Nên là mẹ mua cho em ăn thử, nhưng mà cuối cùng em ăn được. Tại vì con lương á, con lương này nè, cái kiểu làm này là ngọt ngọt, và cái kiểu của Nhật á, nên là mẹ thấy cũng rất là dễ ăn. Thấy chị hả? Giỏi quá. Ngon không? Ăn vừa đá con chừng nè. Đây ngủ từ lúc 2 giờ rưỡi trưa cho tới 5 giờ cô chú. Lương ngon hết con ha. Lương ngon quá trời ngon luôn ha. Mốt mẹ mua cho con ăn nữa nha. Giỏi quá. Ba kìa, ba kìa, ừ ba hả? Ra đây. Coi tận lại tận lúc ăn luôn. I'm gonna bring this up to your car. I'm gonna go to the storage unit sometime. Maybe tonight. Austin is growing super fast, and a two-bedroom house is about 11,000. Trời ơi, tự đút ăn luôn hả? Thôi, nó coi đổ dữ ra. Trời ơi, dũng ăn vô nè. Cái mẹ đây, mẹ sắn rồi, con tự đút con ăn nha. Kỳ ơi, kỳ. Ồ, để mẹ kiểm tra trong mấy con lương này, nó cũng có xương nè, đây nè. Cái này có xương nè, chứ không phải giỡn đâu nha. Như nhỏ nhỏ nè. Rồi, mẹ để mẹ xúc vào cái con mốc nha. Rồi mốc đây. Giỏi má gì thôi á. Giỏi gì giỏi dữ trời. Mốt mày đi mua cho con nữa nha. Cái chỗ này cách nhà mình nửa tiếng đồng hồ lấy xe đi về cái tiếng đồng hồ luôn. Nè. Mốt đây. Đừng đổ. Nó miệng bự ra. Good job, JD. Ngon quá. Mình sáng nữa cho. Trời đất ơi. Ngon quá. Để mốc ngoại qua cái bà ngoại mua.
mà không biết cái kiểu lương của bà ngoại làm có ăn được không biết. Tại vì á, cái lương có nhiều loại làm, mà làm cái vị sốt ngon mới ăn được, chứ còn lương mà cái vị sốt nốt thì kêu ngoại làm lương sầu lan thử ăn được không vậy? Chủ nhật à, cái này mẹ bỏ xương chứ mày đâu bỏ đồ ăn của con đâu, nướng là lâu quá à, cô chú không có thấy em ăn hả cô chú ha? Thấy ăn trên video clip không chứ không có thấy ăn ở kênh của chơi. Yes, baby. You got our new insurance statement. Good. I gotta sign some stuff and then for the house and for your car and for the Prius. Tomorrow I'll be doing my car. Your car still. What's that? Your car still not done yet. No, because we gotta pay a one-time thing of $1,000. Why don't we pay now? We will. I just I have to sign a bunch of stuff and send it back to him. And he only works until 5. Man, that guy, he's a busy guy, man. Busy, busy man. But you know, that's normally what they work. They're not like the tax people and accountants where they gotta work late. Which cho cô chú ăn nha. They should be done by now. Ooh, baby, what are these? Khổng quá, cái gì đó, tham ăn quá. So, you know what? I went to Japanese market. Oh, when did you go to the Japanese and market? And I asked them, what is this for? And they said, this is for your healthy stomach. Mm. And this is not as healthy as another one. Let me show you. It's a carbonated soft drink. Product of Japan. Yeah. It's got high fructose corn syrup. Why would this be good for it? This isn't healthy at all. It's got, look at that, high fructose corn syrup. What does it mean? That's stuff they put in Pepsis and Cokes. I don't know, they say it's good for stomach, maybe when you indigestion. Maybe. And read this. This is $14. Energy supplement. Maybe, you know how much I spent for drink today? What? $80. Oh. For a couple bottles of Japanese drinks. Oh, Japan. Okay, cool. Are we gonna try them out? Mm-hmm. Cool. Adults only. What's it say? It says take. They say take one bottle, 50 milliliters daily. How many bottles are in here? I don't know. Let's open it open up. Open up. Không làm gì chơi. Babe, what are you doing, honey? You standing on daddy's foot? If I don't want it, then don't let Jerry see it. What's that? You know she's gonna ask for it. It's okay. She can hear. They said this is good for all the nutrient for after you having a cold. So you gotta drink one of these. How many milliliters is it? Oh no! Oh yeah, this is one serving. Mm-hmm. How much is this? $14. For one serving. Mm-hmm. It says take one daily. Baby. That's some rich people stuff right there, baby. Making trip. Okay, Jay, chào tạm biệt cô chú đi kìa. Jay, bye bye cô chú đi Jay. Jay, bye bye cô chú. Good job, Jay đi. Qua cái cây. Qua cái cây. Qua. Qua đi. Lắc đầu nữa.